Hai chào các bạn, hôm nay shop xe đạp Hưng My xin giới thiệu mẫu Jam SCR1 mã 2019 tay ngang. Đây là phiên bản độ nha các bạn. Shop xe đạp đã biến nó từ tay cong thành tay ngang để cho phù hợp với những người có tuổi hơi chung chung và người ta không thích chồm quá. Thì giá con xe này là 23.500.000. Các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. Giá xe là 23.500.000. À, không phải tới xem, tới ok mới coi mới độ chứ không phải xem, còn đâu nữa xem. Cái này mua bán rồi nha các bạn, khách đặt thì mình độ bán rồi. À, con này mã 2019 SCR1, bản zin của nó là giá thị trường là 17 triệu nha các bạn. Giá tại shop là 16.500.000. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái bản độ cho các bạn xem. Tay đề Shimano của Indo. Phải Indo không, từ từ để coi lại. Indonesia nha các bạn, tay đề Shimano 39 của Indonesia. Phù carbon, sườn nhôm, bộ bánh boron cha, bánh kêu siêu hay, siêu to. Mới nhích nhẹ thôi thấy ghê ghê hồn à. Các bạn nghe nó hú là thấy nhói lòng luôn, đau nhói con tim luôn nha các bạn. Nghe cái cặp bánh nó kêu là đau nhói con tim luôn. Cặp bánh có 5 triệu mấy à. Được không con? Dạ dạ được không? Còn cấu hình vẫn sử dụng cấu hình như cũ. Cùi đề, cùi đĩa, Sora, giò dĩa của Rowell. Các bạn mua xe vui lòng gọi điện thoại số điện thoại 0937009995 hoặc 0984649676. Xe này bán rồi nha các bạn, mua thì liên hệ mình nha. Chủ nhân có muốn vô không? À, chủ nhân không lên video clip nha. Rồi cảm ơn các bạn, thân chào. Giá xe 23.500.000, giá xe 23.500.000 nha các bạn, khỏi hỏi giá nha, giá xe 23.500.000, 23.500.000, 23.500.000. Rồi cảm ơn các bạn, thân chào.